Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đã gặp lại anh em giây phút này rồi. Đây là một bên test một em Yamaha 4LM48 mã lực nha. 3.000 tua. Hộp số chuyền em này là 3 tua 53 nha. Em này nước sơn có dập dập một hai chỗ. Nhưng anh em mà lấy con này thì sẵn sàng mình sơn mới lại hết. Còn mình nhập trực tiếp bên Nhật về sao mình để như trang vậy thôi. Máy nổ rất là chuẩn nè. Nước sơn không đẹp nhưng rất láng lẫy. Máy nấu chuẩn không có hơi thừa nha. Không có hơi thừa thì không có trắng. Rồi hơi nha các bạn. Liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ đăng ký chuông để đăng cái kênh để nhận những video mới sắp tới. Liên hệ số điện thoại bên dưới và đóng góp ý kiến càng tốt. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới. Rồi rất là chuẩn, máy nữa rất là giòn.